Hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong video hôm nay, mình sẽ dẫn mọi người đi xem Vivid Sydney, là lễ hội ánh sáng hàng năm lớn nhất ở Sydney diễn ra vào mùa đông từ tháng 6 đến tháng 7 và thường kéo dài hơn 2 tuần. Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, nhiều con đường trong trung tâm thành phố sẽ được thắp sáng bằng những trình diễn nghệ thuật từ nhỏ đến lớn. Để có thể xem được hết tất cả những điểm trình diễn thuộc Vivid thì thường sẽ mất rất nhiều thời gian vì mọi người hoàn toàn phải đi bộ để xem. Chính vì vậy mà tụi mình chỉ chọn trước những chỗ mà tụi mình muốn đến xem và chỉ dành thời gian đến những chỗ đó thôi. Vì vậy video này sẽ không thể bao gồm toàn bộ tất cả những chương trình thuộc Vivid. Bây giờ thì mọi người bắt đầu đi cùng mình nha. Thì mình cũng có ăn thử. Nhìn hình thì mọi người cũng biết là ngon hay dở rồi đó. Mình vừa cắn một miếng đã nghĩ ngay trời cái gì mà mặn quá vậy. Thất vọng chán không một nói. Vì Sydney năm nay em trai và cháu mình từ Việt Nam sang nên tụi mình đã đợi đến khi hai đứa qua để cùng đi Dark Spectrum. Đây là một chương trình rất đặc biệt mà Vivid mọi năm không có, toàn bộ được diễn ra ở một đường hầm bỏ hoang. Favorite, you were always gonna make me stay, but even if I never make it famous.
dangerous, fuck being famous. Cause I swear, you're still always gonna be my favorite. You're still always gonna make me stay, but even if I never make it famous, fuck being famous. Sau khi đi hết đường hầm vừa xem vừa chụp hình mất gần 2 tiếng thì tụi mình bắt đầu đói bụng và đi bộ đến khu The Rocks để xem có gì ăn. Ở đây đang có chợ đêm nên cũng có khá nhiều món từ Âu đến Á, từ mặn đến ngọt. Sau khi đi xem hết một lượt thì tụi mình quyết định ăn thịt nướng ở chỗ này vì nhìn khá là ngon. Đặc biệt menu còn có cả thịt cá sấu và thịt kangaroo nên tụi mình đã mua một phần thập cẩm để ăn thử hết. Cá nhân mình thì thấy đồ ăn khá là ngon, thịt ướp đậm đà, nướng vừa mềm, không bị khô. Ăn xong thì tụi mình lên tàu để về nhà. Đúng là có tuổi rồi nên đi chơi nhanh mà, thật sự mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nhớ like và subscribe cho mình nha.